lại là tổ Trinh và Vân Thạch đang ở ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, thành phố Sóc Trăng. Trước mặt có một vòng xuyến mà. Đây. Vòng xuyến. À đây, vô. Xuyến ngoài về Cần Thơ á hả? Ừ, dòng xuyến ở đây nè, ở đụng nè. Rồi là anh đi thẳng lên đó là chỗ chùa rồi đó. À, chỗ chùa rồi đó. Tay phải phải không? Ừ. Yeah.
Chờ phà 20 phút nha. Phải chờ phà 20 phút. Bên bờ A. Đó bằng bên kia thôi á.